Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, là sáng ngày hôm nay là tôi đã nhận được tin là chùa An Cư của Thượng Tọa Thích Thiền Phúc là bị nhà cầm quyền cộng sản của Đà Nẵng là cho san bằng hết rồi. Cái tin tôi mới nhận được tức thời, tôi đọc nguyên văn cái bản tin. Tiếp tục thêm một vị sư không nơi cư trú, chùa An Cư đã lọt vào tay chính quyền Đà Nẵng và Thượng tọa Thích Thiện Phúc đã trên đường ra Huế, an ninh đang theo bám Thượng tọa. Có thể biết nơi nào sẽ cưu mang Thượng tọa khi đã không còn chốn dung thân, thông báo cho đồng bào Phật tử biết để giúp đỡ Thượng tọa Thích Thiện Phúc trong hoàn cảnh bi thương này. Đây là cái thông báo mà tôi mới nhận được. Có đính kèm thêm cái thông báo là thông báo khẩn 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 Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành cưỡng chế phá chùa An Cư ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, lấy chuyện làm đường giải tỏa nhưng đền bù không thỏa đáng nhằm triệt tiêu các tổ chức tôn giáo độc lập. Đó là hình ảnh được ghi lúc 8 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2018 từ chùa An Cư. Kính mong cộng đồng quan tâm. Hiện tại tất cả các liên lạc chùa An Cư không thể tiếp cận được. Có thể thầy Thiện Phúc đã bị bắt đi. Tôi xin thưa với lại quý Phật tử như thế này, tôi không biết thầy Thích Thiện Phúc là ai. Và trước kia tôi cũng chưa quen thầy Thích Thiện Phúc. Nhưng mà với cái tình hình và những cái tin mà hôm trước giờ tôi đọc được đó, thì tôi thấy nhà cầm quyền có vẻ là đang muốn triệt tiêu cái hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng như Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và cũng như là những vị tu sĩ độc lập là sẽ bị nhà cầm quyền là làm khó. Và hôm qua mới ngày hôm qua đây á, thì ông Hứa Phi là một người lãnh đạo của Phật giáo của Cao Đài, của đạo Cao Đài tại tỉnh Lâm Đồng, cũng vừa bị đập nhà, đốt nhà rồi phá nhà tan hoang hết sau cái buổi mà làm việc với Hội đồng Liên Tôn mà tiếp cái gì Đại sứ quán Hoa Kỳ rồi gì đó, thì về là bị đập nhà rồi đốt nhà rồi phá tan hoang hết nhà cửa. Đó là những cái bằng chứng rất là cụ thể cho thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tìm mọi cách để tiêu diệt các cái hệ thống tôn giáo mà không nằm dưới sự kiểm soát được của Đảng Cộng sản. Cho nên là tôi cũng tha thiết kêu gọi toàn thể quý Phật tử, cũng giống như là các cái tín đồ của các tôn giáo khác, là chúng ta phải có cất lên cái tiếng nói của mình. Đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam là phải thượng tôn pháp luật, chứ không thể nào mà làm những cái chuyện mà nó bất nhân bất đức, những cái chuyện khốn nạn như thế này được. Đó. Rồi hôm qua là tôi cũng mới mới đọc một cái bản tin, là cũng là một cái giáo xứ gì ở ở ngoài Hà Nội đây. Đây là một cái nè. Tôi đọc nguyên văn cái bản tin của bên giáo xứ, của cái bản tin mà bên bên chỗ 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 ông Hứa Phi đó. Phản đối nhà cầm quyền Lâm Đồng khủng bố ông Hứa Phi, đạo Cao Đài, người đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2018, vào lúc 9 giờ trước khi chánh trị sự Hứa Phi đi vô vườn thì phát hiện căn nhà đã bị cháy. Bên trong đồ dùng, vật dụng
máy giặt, tủ lạnh, đề nghị đều bị cháy, hư hỏng nặng. Ông cho biết thêm đây là lần thứ hai công an Cộng sản Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phá hoại tài sản cá nhân của ông. Lần trước ngày 14 tháng 1 năm 2017 được mời đến gặp ngài Đại sứ quán lưu động tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, và ông Trần Quang Hòa, nhân viên của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn tại chùa Giác Hoa Sài Gòn thì bị ném gạch đá vào làm vỡ một số cửa kính và hệ thống ống dây tưới tự động bị đập và cắt phá. Còn lần này thì dùng thủ đoạn ném xăng đốt căn nhà. Trước một ngày gặp phái đoàn, người nhà bà Lê Thị Nho cho biết lúc 10 giờ ông Thịnh và ông Minh thuộc công an tỉnh Lâm Đồng có đến nhà hỏi có chú Phi ở nhà không, thì vợ tôi trả lời đang ở Sài Gòn. Mục đích của công an Cộng sản tỉnh Lâm Đồng là phá hoại, ngăn cản, cố ý đe dọa công cuộc đấu tranh hiện tại. Qua đó chúng tôi bày tỏ lên án phản đối về những hành động đàn áp đối với chánh trị sự cũng như tất cả mọi người đang đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ. Tiếp tục tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt, nhà cầm quyền Việt Nam và mong sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền của quốc tế quan tâm. Trích dẫn từ trang Facebook của Cao Đài Bảo tồn Chánh Pháp. Đó. Quý vị thấy không? Đó là ông Hứa Phi là một cái người mà có tham gia trong cái hội đồng liên tôn, và vừa rồi có tiếp cái gì, có tiếp cái phái đoàn ngoại giao gì của bên Hoa Kỳ đó, rồi sau đó về là nó trả thù liền. Đó. Nó đàn áp tôn giáo một cách khủng khiếp như vậy. Rồi, đây là cái bản tin mà của bên cái gì? Tòa Giám mục Hà Nội đây. Bên Tòa Giám mục Hà Nội á thì cũng có đơn đề nghị khẩn cấp đây. Đó. Nè, đơn đề nghị khẩn cấp kính gửi ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngài Vũ Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân huyện Hàng Trống. Hiện nay trường tiểu học Tràng An tại 29 phố Trung Hoàng Kiếm đối diện với tòa Tổng giám mục Hà Nội đang bắt đầu tiến trình thi công xây dựng công trình mới với máy xúc trong sân trường, bịt kín tường rào, không có họa đồ xây dựng niêm yết bên ngoài. Đây là đất thuộc sở hữu của Tòa Giám mục Hà Nội với bằng khoáng số 1794, quyển số 9, trang 191 gửi kèm. Trong khi những kiến nghị của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội về vấn đề đất đai cơ sở vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết thỏa đáng hay không được trả lời. Ví dụ, đề nghị trao lại trường Hoàng Kiếm, trước đây là trường Dũng Lạc của nhà thờ lớn, và tòa khâm sứ cũ cũ cho Tòa Tổng Giám mục Hà Nội để sử dụng vào việc tôn giáo, đề nghị cấp hai khu đất ngoại ô thành phố để làm nhà thờ trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội. Việc xây dựng công trình mới trên trường An là không thể chấp thuận. Chúng tôi đại diện cho toàn thể linh mục.
đại diện cho toàn thể linh mục và giáo dân phản đối mạnh mẽ việc xây dựng đang tiến hành trên đất Trường An, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho dừng ngay việc thi công trên đất đang tranh chấp có nguồn gốc của tôn giáo. Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội. Đó, quý vị thấy chưa? Là không những gì là Phật giáo cao đài không, mà kể cả Công giáo, thấy không, cũng bị là cướp đất, rồi bị khủng bố tinh thần. Đó. Cho nên là tôi đề nghị quý vị là chúng ta phải cất lên cái tiếng nói của mình và phải có ý kiến với nhà cầm quyền. Và cũng mong là các tổ chức quốc tế khi làm việc với Việt Nam, khi ký kết những cái văn bản, những cái công ước gì với Việt Nam, thì làm ơn quý vị coi giùm Việt Nam có thực hiện hay không. Chứ ký xong mà không thực hiện mà rồi cũng như không. Và tiện đây là tôi cũng nói rõ là thầy Thích Thiện Phúc đó, thì tôi là cũng không có gì, nhưng mà đều nó có cái là bây giờ là tôi thấy tình hình mà tăng sĩ mà đi lang thang là tội nghiệp lắm. Với lại cái việc đó là không thể chấp nhận được. Cho nên thôi thì tạm thời bây giờ là tôi có 400 mét vuông đất thổ cư ở thành phố Bảo Lộc. Tôi sẽ phát tâm cúng dường cho Thượng tọa Thích Thiện Phúc là 100 mét vuông đất thổ cư đàng hoàng để cho thầy tiến hành thầy xây cái nhà thầy ở tạm. Đó. Và tôi cũng mong rằng là qua đây tôi cũng gửi lời là tôi vẫn biết rằng là cái nhà cầm quyền cộng sản này với lại cái chính quyền của tỉnh Lâm Đồng này, mà tôi mà làm hồ sơ tới muôn năm nó cũng không giải quyết cho tôi nữa. Đó. Cho nên bây giờ là tôi cũng tiện thể đây á, là tôi nhờ luật sư Võ An Đôn. Đó, tôi nhờ nhờ anh luật sư Võ An Đôn đi, là cố gắng giúp giùm là làm sao đó anh Đôn vô phía trong Lâm Đồng này để mà thăm, trước mắt là thăm cái khu đất của tôi. Cái thứ hai là nhờ anh An Ngôn đại diện pháp lý cho tôi, tại vì sức khỏe tôi không được tốt, cho nên tôi nhờ anh Đôn là đại diện pháp lý cho tôi để chuyển giao cái thủ tục đất đai làm sao đó để hiến cúng cho Thượng tọa cho Hòa thượng Thích Thiện Phúc là 100 mét vuông đất thổ cư đó, để Hòa thượng xây cái tỉnh thất Hòa thượng ở tạm. Đó. Rồi cũng mong quý Phật tử cộng đồng đó, là chúng ta quan tâm tới cái trường hợp của Hòa thượng Thích Thiện Phúc. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng giống như là đặc biệt quan tâm tới cái vấn đề mà của ông Hứa Phi. Đó. Trường hợp của ông Hứa Phi rất là tội. Ông già như vậy mà buồn buồn đem vô rẫy cà phê nó đập chân trận nó cắt râu hết, rồi cuối cùng công an điều tra không ra ai hết á. Chơi cái trò mất dạy. Một ông già đáng tuổi cha đáng tuổi mẹ mình mà đem bắt cóc đem vô ông rẫy đem cắt hết mặt râu đi rồi bây giờ công an điều tra không ra. Việt Nam bình yên lắm mà, Việt Nam tốt lắm mà, thanh bình lắm mà, tại sao có những lũ du côn làm ăn lạ lùng vậy? Rất là bực bội. Lúc nào cũng nói là Việt Nam thanh bình, an toàn. An toàn các con khỉ gì? Người dân đi làm rẫy đem trùm bố đem vô rồi rẫy đem cắt hết râu đập chân trần về đi bệnh viện. Cuối cùng công an điều tra không ra ai hết. Tôi không biết là đang chơi cái trò gì lạ lùng vậy nữa. Và tôi cũng không biết là bao giờ sẽ tới lượt tôi nữa. Hôm qua tôi nghe cái đoạn live stream của ông Hứa Phi mà tôi đau lòng vô cùng. Một cái người già chừng đó tuổi
mà bây giờ đó là vẫn phải bị như vậy. À, tôi mong quý vị là cố gắng là mình lên tiếng để mà bảo vệ những cái con người như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.